Chào mừng các bạn đến với kênh Mr. Zero. Chúng tôi tổng hợp rất nhiều clip liên quan đến bóng đá và thể thao, những bàn thắng đẹp mắt hay những pha xử lý xứng đáng được xem đi xem lại. Đừng quên theo dõi Mr. Zero thường xuyên nhé, sẽ có rất nhiều video thú vị đấy. Và nếu thấy hay thì hãy like, share và subscribe cho channel của chúng mình nhé. Xin chào! Bóng đá là một môn thể thao và nó cũng có luật của chính nó. Từ luật của ban tổ chức cho đến luật của mỗi đội bóng, của huấn luyện viên và những người bị áp dụng, bao gồm từ cầu thủ, ban lãnh đạo, đội bóng cho đến cả người hâm mộ xem bóng đá. Tất cả các luật sinh ra đều có lý do của nó. Nhưng hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu những lệnh cấm vô lý kỳ quặc nhất trong bóng đá. Đồng phục của Cameroon. Cameroon hiện tại là đội bóng tuyển quốc gia bị chịu nhiều án phạt và lệnh cấm về trang phục thi đấu nhất. Lần đầu tiên là từ năm 2002, khi đội tuyển này ra sân với bộ đồ sát nách, nghĩa là áo không có tay áo tại cúp vô địch châu Phi. Lần thứ hai là tại vòng loại World Cup 2006, với bộ đồ áo liền quần ôm sát người gây phản cảm. Pokemon Go. Pokemon Go là một trò chơi điện thoại mà ở đó người chơi tìm bắt các con Pokemon ở những địa điểm ngoài thế giới thực. Trò chơi từng gây sốt trên toàn cầu, trong đó bao gồm các cầu thủ Manchester United. Vậy là huấn luyện viên Jose Mourinho phải ra lệnh cấm các cầu thủ chơi trò chơi này 48 tiếng trước mỗi trận đấu. Thứ ông muốn ở các cầu thủ là sự chuyên nghiệp, tập luyện và tập trung vào chiến thuật thay vì bắt Pokemon. Phụ nữ đá bóng. Anh Quốc được cho là nơi sản sinh ra môn thể thao bóng đá. Trong khoảng thời gian Thế chiến 1, bóng đá nữ rất phát triển. Tuy nhiên sau chiến tranh, những người phụ nữ phải trở lại với công việc nội trợ. Các nhà chức trách lại thấy bóng đá nữ không còn phù hợp nữa. Và vào tháng 12 năm 1921, FA đã ra quyết định yêu cầu các câu lạc bộ không cho phụ nữ vào sân chơi bóng. Phải đến năm 1971, quy định này mới được gỡ bỏ. Ngày nay chúng ta đã có World Cup và các giải đấu khác cho các cầu thủ nữ. Thuật phù thủy. Năm 2016, tại một quốc gia châu Phi là Rwanda, sau những sự kiện xảy ra đáng ngờ trong một trận đấu bóng đá chuyên nghiệp, Liên đoàn bóng đá nước này nghi ngờ các cầu thủ đã tham gia thực hành các nghi thức tâm linh. Họ phải đưa ra quy định, nếu một cầu thủ hay đội bóng được xác định là có tham gia thực hành thuật phù thủy, thì sẽ phải chịu những hình phạt khá nặng. Vuvuzela. Được biết đến từ World Cup 2010 tại Nam Phi, những chiếc kèn Vuvuzela đã trở nên phổ biến với các cổ động viên và dần trở thành nỗi ám ảnh trong nhiều trận đấu. Chiếc kèn phát ra âm thanh vo ve như ruồi nhặng, rất khó chịu, khiến nhiều người không thể chịu đựng nổi. Rất nhanh chóng, UEFA đã liệt kèn Vuvuzela vào danh sách đen và cấm các cổ động viên mang chúng vào sân vận động. Trượt tuyết nhảy xa. Trượt tuyết nhảy xa là một môn thể thao rất phổ biến ở các nước Bắc Âu và có mặt trong danh sách các môn thi đấu ở các kỳ Olympic mùa đông từ lâu. Stig Inge Brøndby là một tín đồ của môn này, bởi ngoài việc là dân Na Uy, ông còn có bố là người từng dự Olympic. Nhưng ngay sau khi ký hợp đồng với Liverpool, Brøndby đã buộc phải từ bỏ đam mê vì có một điều khoản trong hợp đồng yêu cầu ông không được chơi ski jumping nữa. Nguyên nhân là do ban lãnh đạo Liverpool nhận thấy sự nguy hiểm có thể dẫn đến các chấn thương khi chơi môn thể thao này. Du hành không gian. Stefan Schwarz, cựu cầu thủ Arsenal, Benfica, từng ký hợp đồng với Sunderland năm 1999. Trong hợp đồng yêu cầu anh không được du hành không gian. Một điều khoản thật kỳ lạ, nguyên nhân là do người đại diện của Schwarz có vé tham gia các chuyến bay thương mại vào không gian và Sunderland lo sợ anh sẽ rủ các đồng đội bay vào không gian cùng mình. Cấm ăn nấm. Cấm ăn nấm được cho là lệnh cấm điên rồ nhất trong bóng đá, vì nấm được cho là thực phẩm có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Điều này được huấn luyện viên Giovanni Trapattoni áp dụng lên các cầu thủ của đội tuyển Cộng hòa Ireland. Ông thú nhận từng lặng người khi thấy các cầu thủ ăn nấm trước trận đấu và nấm đã bị xóa khỏi thực đơn của đội tuyển Cộng hòa Ireland. Kẹo cao su. Tại World Cup 2014, các nhân viên an ninh đã tịch thu kẹo cao su từ nhiều khán giả đến sân vận động. Điều này đã gây ra nhiều sự bức xúc do vồn kẹo cao su là một sản phẩm được nhiều người ưa chuộng. Nguyên nhân là bởi kẹo cao su không phải sản phẩm được tài trợ bởi những đối tác của FIFA. Còn FIFA thì muốn người hâm mộ
tiêu thụ đồ ăn thức uống do những đối tác của họ tài trợ. Các loại bột. Bất kỳ các loại bột nào, thậm chí là bột mì, đều bị cấm sử dụng trong các sân vận động World Cup trong một thời gian dài qua. Nguyên nhân rất hợp lý vì bột mì có thể bay lên không trung trong trận đấu, gây ra sự khó chịu cho người khác đang theo dõi. Ngoài ra, nguy hiểm hơn là các loại bột nếu không được kiểm soát gắt gao có thể sẽ là thứ ngụy trang cho chất nổ, chất kích thích những đối tượng xấu mang vào sân vận động. Máy ảnh. Lệnh cấm máy ảnh là một trong những thứ gây sốc nhất tại World Cup 2014 đăng cai tại Brazil. FIFA đã cấm toàn bộ các thiết bị máy ảnh, máy tính bảng, thiết bị ghi âm trong toàn bộ các trận đấu. May mắn là điện thoại di động vẫn được cho phép sử dụng với các fan. Đến giờ thì lệnh cấm khó hiểu này vẫn được bàn tán xôn xao và không biết lý do của lệnh cấm này là gì. Gậy tự sướng, ô che mưa. Gậy tự sướng và ô che mưa đều là hai vật dụng phổ biến được các cổ động viên mang theo khi đến với các trận đấu World Cup và đều có những tác dụng rất lớn. Tuy nhiên, hai đồ vật này đều đã bị FIFA cấm tại các trận đấu diễn ra tại World Cup do hai đồ vật đều có thể trở thành vũ khí, có thể dẫn đến va chạm, ẩu đả trên các khán đài. Ván trượt. Có thể cầm trên tay nhưng mà ván trượt vẫn là một phương tiện di chuyển và nó có thể gây ảnh hưởng hay thậm chí là cản trở trận đấu, nên không bất ngờ khi mà ván trượt là đồ vật bị cấm mang vào sân vận động tại các kỳ World Cup. Mũ bảo hiểm, mặt nạ. FIFA từng ra thông báo bất kỳ phương tiện ngụy trang hoặc các vật phẩm được thiết kế đặc biệt để che giấu danh tính của một người sẽ không được phép sử dụng tại World Cup 2018 tổ chức tại Nga. Đối chiếu với điều này, FIFA đã quyết định cấm sử dụng mũ bảo hiểm hay mặt nạ đối với tất cả các fan vào sân. Áo nịt ngực. Cũng tại World Cup 2018, FIFA từng áp dụng lệnh cấm tất cả các thiết bị bảo vệ cơ thể, bao gồm áo chống đạn, đồ dùng trong võ thuật, thậm chí là áo nịt ngực. Fan chỉ được mang áo nịt ngực khi có chỉ định của bác sĩ, nếu không sẽ bị yêu cầu cởi bỏ trước khi vào sân dự khán các trận đấu. Hộp cắt tông. Một trong những điều kỳ quặc nhất đó là FIFA quyết định đưa hộp cắt tông vào danh sách những đồ vật bị cấm mang vào tại các vòng chung kết World Cup. Đến giờ vẫn ít người giải thích được cho sự việc này. Vừa rồi chúng ta đã cùng được xem những điều bị cấm kỳ quặc nhất trong bóng đá. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên ấn like và subscribe cho kênh chúng mình để luôn cập nhật những thông tin mới nhất về bóng đá thế giới.